Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là máy khuấy, còn gọi là motor khuấy. Motor sẽ là motor Hitachi và cũng có thể điều chỉnh được tốc độ. Trục này sẽ là trục vuông góc, có thể khuấy ở phía dưới hoặc là cái trục khuấy nó ngửa lên trên đều được. Thì để điều chỉnh được tốc độ thì sẽ vặn cái núm điều chỉnh ở đây. Tốc độ trục ra khuấy nhanh hay chậm thì sẽ vặn qua cái núm này. Thì nhìn tổng thể thì nó sẽ như này nha. Motor là motor Hitachi của Nhật. Thì loại này có chuyên dùng để khuấy các dược phẩm và cũng có thể khuấy hóa chất, các loại hóa chất có tính ăn mòn cao. Vì cánh khuấy và trục khuấy đều được làm bằng inox 304 chống ăn mòn. Thì quý khách có thể lắp một tầng cánh, hai tầng cánh, thậm chí là ba tầng cánh nếu quý khách có yêu cầu nha. Về chiều dài của trục khuấy thì có thể chọn trục 1m, 1m rưỡi hoặc là 2m. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách. Về đường kính cánh khuấy có nhiều loại như cánh 200mm, 230, 300. Đây là khớp khuấy, khớp nối. Đây sẽ là hình ảnh kho xưởng.